Xin chào tất cả các em học sinh khối 6 đến với chương trình dạy học trực tuyến của bộ môn thể dục khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề chế độ dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng và vai trò của các chất dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao. Về tầm quan trọng, dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao rất quan trọng vì là nguồn năng lượng cho hoạt động thể chất và luyện tập thể dục thể thao. Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện phải cân đối và đa dạng giữa các thành phần dinh dưỡng, phải phù hợp với lứa tuổi, giới tính, trọng lượng và mức độ vận động. Về vai trò, các chất dinh dưỡng cũng có vai trò tích cực trong việc nâng cao sức khỏe và phát triển cơ thể, giúp phòng ngừa bệnh tật và hồi phục sau chấn thương. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý cũng giúp cải thiện hệ xương cơ rắn chắc, chiều cao, tăng trưởng và giúp tăng cường sức đề kháng, giảm tình trạng béo phì. Ngoài ra, dinh dưỡng tốt cũng góp phần phát triển trí não, giúp tập trung trong học tập, rèn luyện thể chất, nâng cao thành tích thể thao. Trong tập luyện thể dục thể thao, dinh dưỡng còn góp phần tăng cường thể lực như sức nhanh, sức mạnh, sức bền, độ dẻo dai và sự khéo léo, tính tư duy sáng tạo trong thi đấu thể dục thể thao, đồng thời giúp cơ thể phát triển cân đối, thân hình cường tráng và khỏe mạnh. Về nhu cầu năng lượng của học sinh ở lứa tuổi lớp 6, độ tuổi từ 12 cho đến 13 tuổi. Ở nam thì nhu cầu dinh dưỡng tầm 2.100 cho đến 2.300 kcal một ngày. Ở nữ khoảng 2.000 cho đến 2.200 kcal một ngày. Do vậy, các em cần ăn đầy đủ các thực phẩm và phối hợp cân đối giữa các nhóm thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cần thiết. Sau đây chúng ta sẽ đi vào học phần 2 la mã nhóm thực phẩm chính và thức uống. Nhóm thực phẩm chính và thức uống. Nhóm thứ nhất, chúng ta có nhóm thực phẩm cung cấp chất bột đường. Nhóm thứ hai, nhóm thực phẩm cung cấp chất đạm. Nhóm thứ ba, nhóm thực phẩm cung cấp chất béo. Nhóm thứ tư, đó là nhóm thực phẩm cung cấp vitamin, sinh tố và khoáng chất. Và cuối cùng đó là nước. Sau đây các em sẽ đi vào tìm hiểu các nhóm thực phẩm chính và thức uống. Nhóm thứ nhất đó là nhóm thực phẩm cung cấp chất bột đường. Đây là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể hoạt động. Ví dụ, các loại ngũ cốc, gạo, ngô, bột mì, khoai, sắn, các loại đậu, khoai tây, miến, bún, phở, bánh mì, mì gói, vân vân. Trái cây thì bao gồm có xoài, chuối, vân vân. Các loại sản phẩm từ sữa, đường ăn, kẹo, nước ngọt, siro, vân vân. Nhóm thứ hai đó là nhóm thực phẩm cung cấp chất đạm. Cung cấp các thành phần thiết yếu cho cơ thể như xây dựng cơ bắp, tăng cường sức đề kháng. Ví dụ như chất đạm có nguồn gốc từ động vật, bao gồm thịt, cá, các loại như cá ngừ, bò nạc, ức gà, tôm, trứng, sữa. Chất đạm có nguồn gốc từ thực vật như đậu nành, đậu Hà Lan, lạc, đậu phộng, yến mạch, hạt bí đỏ, hạt bí ngô, bắp cải, bông cải, phô mai, hạnh nhân, vân vân. Đây là một số hình ảnh về nhóm thực phẩm cung cấp chất đạm. Thì trong chất đạm chúng ta thấy thì có những cái loại thực phẩm sau đây. Thứ nhất là cá hồi,
trứng, sữa, thịt heo, thịt bò, vân vân. Nhóm thứ ba đó là nhóm thực phẩm cung cấp chất béo, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, hỗ trợ cơ thể hấp thụ các loại vitamin. Có hai loại chất béo, đó là chất béo bão hòa và chất béo chưa bão hòa. Chất béo bão hòa có trong mỡ động vật khó hấp thụ, chúng ta nên hạn chế khi sử dụng. Chất béo chưa bão hòa rất có lợi cho sức khỏe, tốt cho tim mạch, giảm nồng độ cholesterol xấu, LDL, có trong dầu ăn, lạc, vừng, mè, các loại hạt, hạt dẻ, hạt bí ngô, hạt hoa hướng dương, vân vân, đậu phụ, phô mai, bơ, vân vân. Đây là hình ảnh về nhóm thực phẩm cung cấp chất béo, bao gồm cá hồi, quả óc chó, hạt dẻ, quả bơ, dầu cá, vân vân. Nhóm thực phẩm thứ tư đó là nhóm thực phẩm cung cấp vitamin, sinh tố và khoáng chất. Nhóm thực phẩm này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta phát triển, tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật, gồm các loại vitamin A, B, C, D. Ví dụ, về vitamin A, chúng ta có cà rốt, khoai nghệ, đu đủ, xoài, cà chua, bí đỏ, rau có màu xanh thẳm. Về vitamin B, bao gồm B1, B6, B2, B9, B12, BB, vân vân. Có trong các loại thức ăn như trong rau xanh có màu xanh thẳm, đậu, đỗ, lạc, ngũ cốc, cá và trứng. Về vitamin C, có trong các loại quả có múi, cam, quýt, bưởi, ớt xanh, dâu tây, cà chua, bông cải xanh, khoai tây, khoai lang, vân vân. Vitamin D có nhiều trong dầu cá, trứng, sữa và một nguồn lớn vitamin D được quang hợp trong da nhờ tác động của ánh nắng mặt trời. Đây là hình ảnh về các loại vitamin và khoáng chất. Nói chung, đây là bao gồm các loại rau củ quả mà các em ăn hàng ngày. Đây là nhóm thực phẩm cung cấp vitamin A, bao gồm các loại củ quả sau đây: cà rốt, ớt chuông, cà chua, khoai lang, bí đỏ, cam, vân vân. Như vậy, khi các em ăn nhiều thực phẩm cung cấp vitamin A thì giúp cho mắt của các em sáng khỏe, hỗ trợ tốt trong quá trình các em học tập. Và cuối cùng là nước. Nước là thức uống quan trọng nhằm duy trì cuộc sống con người, là thành phần quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Nước rất cần thiết trong đời sống hàng ngày và trong tập luyện thể dục thể thao. Khi tập luyện, có thể sử dụng nước sạch đun sôi để nguội hoặc nước uống đóng chai có rõ nguồn gốc trên thị trường. Ngoài ra, các em có thể sử dụng nước ép trái cây, các loại nước ép từ rau củ quả. Sau đây là một số câu hỏi củng cố bài. Câu hỏi thứ nhất, các em hãy nêu tầm quan trọng và vai trò của các chất dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao. Câu hỏi thứ hai, có mấy nhóm thực phẩm chính? Kể tên và cho ví dụ từng loại. Câu hỏi thứ ba, theo em trong tất cả các chất dinh dưỡng kể trên, chất nào quan trọng nhất vì sao? Và đây là bài tập về nhà. Sau khi nghe bài giảng xong, các em hoàn thành các câu hỏi củng cố trên và gửi về mail của giáo viên theo hai hình thức. Một là các em viết ra giấy chụp hình gửi qua mail. Hai là các em làm bằng file Word gửi qua mail. Các lớp 61, 63, 65, 67 gửi mail cô Ngọc. ngole7891a@gmail.com. Các lớp 62, 64, 66 gửi về mail cô Châu, chiều châu4a@gmail.com. Tất cả các bài làm của các em nộp xem như một hình thức điểm danh các em có tham gia học tập.
và được tính vào cột điểm chuyên cần. Như vậy là phần bài giảng của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết dạy sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt nhé!